Tôi và Phương Tiên Giao không kèm được cười ha ha ha. Phương Tiên Giao cất tiếng kêu chọc Tôn Kiên Quyên. Vừa gọi là ai? Không biết là ai mận miệng ấy nhỉ? Sao bây giờ chẳng khó thấy được gì nữa thế? Tôn Kiên Quyên mặt vàng như nghệ, tạc tự nói. Hừ, tớ nói này, chưa thấy ai như các cậu. Biết dầm nhau là đủ rồi, sao lại nhất định phải nói ra như thế? Chẳng phải làm cố ý tổn thương tớ hay sao? Tôi cười rồi nói, chẳng có đổ lỗi cho ai hết, thì mọi người mới nhận ra vấn đề của mình nằm ở đâu. Bạn tớ làm thế cũng là vì muốn tốt cho cậu đấy chứ, có gì đâu mà tổn thương với cả tổn thương. Ăn gậy bảo chúng tôi từng liên phiên nữa, cần phải mau mau rời khỏi nơi này. Vì anh đã nghe thấy động tĩnh ở cửa thương, đoán chừng không lâu nữa Luân Phương sẽ dẫn người xông ra ngoài. Mấy người chúng tôi đành quen quẻn ngậm miệng lại, không ho hen gì thêm nữa. Lúc này ăn gầy đã ngồi vững chãi trên long ỉn, hai tay vịn vào, sau đó kêu mấy người chúng tôi chú ý quan sát. Hai tay anh ta khẽ kéo lên trên, chúng tôi liền nghe thấy tiếng từ phía sau long ỉn vọng lại những tiếng ầm ầm nhất cớn. Tôi nhủ hầm của Hương, cổ hủ chắc chắn đã được mở ra rồi. Mấy người chúng tôi không kèm được các tiếng hoan hô, nhưng ăn gà lại tỏ vẻ cực kỳ nghiêm túc nói. Ăn cười lượng nói với chúng tôi, tôi phát hiện ra một vấn đề, đó là nhất định phải có một thứ gì đó chặn miệng gồng lại mới được. Bằng không sau khi khoảng khắc cơ quan mở, miệng gồng sẽ tự động tấm lại, như thế cũng chẳng là, tức là người mở cơ quan sẽ không thể ra ngoài được nữa. Tôi cười nói chuyện này phải, chẳng phải quá đơn giản sao chứ. Lấy trong ba lô nem núi ra mấy đồ ăn, đồ có thể dùng được. Chúng tôi còn có hai chiếc tiền pin nữa mà. Tôi thấy kích thước của chúng cũng sắp xỉ với miệng gồng đấy chứ, chắc chắn có thể chặn miệng gồng lại được. Tôn Kiên Quyên tính kế bên nôn nóng nói, vậy sao được, đèn bên nào nguồn sáng duy nhất của chúng ta? Hơn nữa nếu chỉ có hai cái tiền pin mà thôi, cậu dùng hết khi tới cảnh đêm tối, chúng ta biết phải làm sao ra ngoài như thế nào? Tôn Kiên Quyên nói cũng có lý. Tôi đành phất bỏ suy nghĩ này xem một bên. Phương Tiên Giao diện như nghĩ tế điều gì đó bèn nói, không phải chúng ta còn có thịt bò tấm hộp hay sao? Kích thước cổ nó hình như cũng sắp xỉ với đèn pin mà. Tôi quỷ quải nói, đã ăn hết từ lâu rồi, bây giờ chúng ta chẳng còn có chút đồ ăn nào cả, vậy những công cụ khác thì sao? Anh dày nhắc nhỏ chúng tôi. Tôi nói kiếp kiểm gấp quá lớn, còn những công cụ khác thì lại không thể dùng được, chỉ có con dao găm vân dụng và còn tám lạng. Những con dao của chúng tôi mất từ lâu rồi, con của Phương Tiên Giao thì cũng không rõ công tích, chỉ có con dao Tây Tạng của Tôn Kiên Quyên là vẫn còn, nhưng chỉ có một mình nó thì không đủ, làm sao được. Ăn gầy nhìn Tôn Kiên Quyên nở một nụ cười đầy ý vị. Người anh em, tôi thấy cộng thêm cái đầu gồng mà cậu cắt ra trước đó thì vừa đủ đấy. Chắc cậu không lý nào lại không nỡ từ bỏ nó đâu nhỉ? Chúng tôi tự dùng ánh mắt
nhìn qua phía Tôn Kiên Quyên, nhìn chằm chằm vào cậu ta, khiến cậu ta không kèm được đổ mồ hôi lạnh. Cậu ta nôn nóng nói, sao các cậu lại cứ nhìn tớ bằng ánh mắt đó thế chứ? Như là ăn thịt tớ rồi thì có thể trường sinh bất lão ấy. Tôi cười lộ nói, Kim Viên chúng ta quen thân với nhau đã bao nhiêu năm rồi, tất nhiên hỏi cần phải nói nhiều, cậu hãy ngoan ngoãn một chút, giao hai thứ đó ra đi, chuyện này có liên quan tới tính mạng mọi người đấy. Tôn Kim Viên phân bố kỳ thật chúng ta vẫn còn có thể dùng cách khác mà. Cậu xem này, chúng ta dùng đá cẩm thạch trắng dưới chân này thì sao? Chúng ta hãy cắt lấy mấy viên đá có kích thước xấp xỉ mà cũng dùng tạm được rồi. Anh gầy nghiêm túc nói, không còn nhiều thời gian nữa đâu, chờ cậu cắt đá xong, tôi nghĩ thì cái đầu tiên là cổ của chúng ta sẽ bị bọn người lương phương cắt xuống mất rồi. Tôn Kiên Quyên suy nghĩ một chút rồi nói, tôi hiểu rồi, đầu gồng chỉ tôi có thể giao cho ăn được, nên con dao Tây Tạng kia thì chịu thôi. Thứ đó cậu cứu mạng tôi mấy lần đấy, nhất lời bèn tôi chiếc đầu gồng vàng trong tay cho ăn gầy. Nói với Tôn Kiên Quyên, con dao Tây Tạng đó quả thật có ý nghĩa rất lớn. Việc đã tới nước này nên tới tính mạng cũng không giữ được, còn suy nghĩ như thế làm gì? Tôn Kiên Quyên quan quản, giao con dao Tây Tạng ra là việc khó khăn vô cùng, chỉ còn cách sử dụng biện pháp mạnh thôi. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Phương Tinh Giao và Ăn Gầy, hai người bọn họ lập tức hiểu ý. Ba người chúng tôi nâng lúc Tôn Kiên Quyên không đề phòng, đồng thời tiếng sét bao vây cậu ta, tới khi biết được ý đồ của chúng tôi thì đã quá muộn. Tôi và Phương Tiên Giao thì có lẽ không gây uy hiếp cho cậu ta được, nhưng có Ăn Gầy ở đây chút bản lĩnh của cậu ta rõ ràng chẳng nhầm nhò gì. Tôn Kiên Quyên còn chưa kịp chạy về phía sau, Ăn Gầy tỏ lao phọt tới dựng chụp lấy bàn tay phải của cậu ta, tay còn lại thì kéo chiếc bao lô leo núi sau lưng xuống cậu ta về phía mình. Cậu ta còn chưa kịp phản ứng gì, tôi và Phương Tiên Giao đã đồng thời giữ chặt vai cậu ta khiến cậu ta không thể động đậy. Gần quen quản tưa để yên đề phòng, Tôn Kiên Quyên không chịu hợp tác. Khi Ăn Gầy đi mở cơ quan, tôi và Phương Tiên Giao vẫn ra sức giữ chặt lấy cậu ta. Tôn Kiên Quyên tức tối mắng lớn, thật là vô lý quá mà, không ngờ hai người bạn tốt nhất của tớ lại đi giúp người hoài ức hiếp người trong nhà. Tôn Kiên Quyên tớ đúng là người có mắt như mù. Tôi nói cậu từng kêu gào nữa, có kêu ta tới mấy cũng vô dụng thôi. Tớ và Tiên Giao sẽ không dao động đâu. Cùng lúc ấy, Ăn Gầy đã làm xong xuôi mọi chuyện, bèn vẫy tay một cái dẫn ba người chúng tôi đi về hướng cổ hủ. Trên đường đi, Tôn Kiên Quyên không ngừng mà cầu mầu nói, con dao Tây Tạng đó của tớ thật tán hương, đã cứu tớ biết bao nhiêu lần, còn thân thiết hơn cả người ăn em ruột, thế mà lại bị vứt bỏ. Lời này rõ ràng có ý chấp móc tôi và Phương Tiên Giao, rằng hai người chúng tôi còn thua cả con dao Tây Tạng của cậu ta. Nhưng bất kể cậu ta có nói thế nào thì chúng tôi cũng chẳng hèm để ý, một mặt kéo cậu ta vào cổ hủ. Thế loại nôm phiền diệu, trinh thám kinh dị.
Dấu hình hay quý khán giả hãy đăng ký kênh mình nhé. Chương 36 Huyền Quang. Huyền quang trong trường hợp này nghĩa là quan tài được treo lơ lửng trên vách núi. Theo tập tục an táng người chết có tên gọi là huyền táng. Một số những hình thức mai táng cổ xưa nhất ở Trung Quốc và một số quốc gia khác phía sau của đá lại là một tường hầm nữa. Không biết có gì khác những tường hầm trước đó, cũng không có điểm gì đặc biệt. Mấy người chúng tôi đi cũng không gặp phải chắc chở gì kể từ khi vào nơi mộ cổ này tới giờ. Chúng tôi không lúc nào không gặp phải đối mặt với nguy hiểm, chỉ có bao giờ mới tạm thời thoát khỏi cực điểm mà thôi. Tôn Kiên Viên dường như đã hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi, vừa ti vừa năm ngao một ca khúc của vùng Giang Nam Bộ, dạng của cậu hết sức ung dung thư thái. Có điều chẳng biết cậu ta học được khúc nhạc đó từ đâu, nó quả thật khó nghe vô cùng. Cậu ta về nơi nhìn ra được vẻ bất mãn của tôi, bèn tỏ ý tắc chí nói: "Cái này thì cậu không biết rồi, bài hát mà tớ đang ngân nga đây là một do ca sĩ Minh Tinh tên Duy Nhi gì đó rất hát rất hay cực kỳ luôn, mà cô Duy Nhi đó đang là ca sĩ hot nhất hiện giờ, không phải dạng vừa đâu. Xương nắm đấy, tôi nói chắc không phải là cậu bị đi ba nhiều quá đó. Đi ba nhiều mới học lượt bài học bát bom rồi về đây gân nghỉ đấy chứ gì. Chỗ này không có gái gọi đâu. Nếu cậu bức bối quá thì chờ, cùng lắm chờ sau khi ra ngoài rồi thấy tìm người mà sờ cho sướng tay. Học bát bom tức 18 kiểu sờ cho một bài dân ca khá tục tiểu. Ngoài ra do tay là bài tiểu của Vi Tiểu Bảo, nhân vật chính trong tác phẩm Lục Tĩnh Kỳ của nhà văn Kim Nhu, cho nên khá là nổi tiếng, mọi người biết rất nhiều. Tôn Kiên Viên giận dữ trừng mắt nhìn tôi nói: "Tên khốn, cậu từng có mà ăn nói linh tinh, làm hỏng mất đi thần tượng tớ đẹp, tốt đẹp của tớ. Tớ đây hoàn toàn trong sạch chứ chẳng phải như cậu đâu." Trong khi trò chuyện, chúng tôi đã nhìn lại thấy một cửa ga nữa bên trong sáng trưng như ban ngày, tấn trình giống như tiểu cung đúc trước ở đó cũng được đặt đầy nến và nương đồng. Chúng tôi không chút do dự đi vào phía cửa đó. Nghe anh gầy nói sau khi đi qua cửa thương, chúng ta chỉ cần tìm chúng vị trí phát ra một cửa ra vào nữa, vậy là sẽ được giải thoát thật sự. Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy việc này tuyệt đối không đơn giản như vậy. Vì tạm thời chưa xét tới việc lương phương như người bí ẩn trong chỗ tối kia liệu có dễ dàng buông tha cho chúng tôi hay không. Tôn Kiên Viên phân tích có thể người đó cũng tới đây trộm mộ, lại thấy chúng ta tới trước thì cho rằng bao nhiêu đồ tốt đều đã bị chúng ta lấy hết nên muốn giết người cốt hàng. Kỳ thật chỉ cần là người có chút đầu óc đều biết mọi chuyện đâu có đơn giản như lời Tôn Kiên Viên nói. Nếu người thần bí kia thật sự chỉ muốn giết người cốt hàng vậy thì lúc đó trong tường hầm hắn hoàn toàn có thể dùng súng lần lượt giết chết mấy người chúng tôi. Nhưng hắn lại không làm thế. Năm lần bảy lượt cảnh báo chúng tôi, cuối cùng vì bị Tôn Kiên Viên khích tướng cho nên mới nổi nóng chặn đường đi của chúng tôi. Nhưng
Chúng tôi với thắng đâu có thù quán gì, tại sao thắng phải làm như vậy? Chuyện này đúng là khiến người ta có cảm giác vô cùng khó hiểu. Phương Tiên Giao suy nghĩ một chút rồi hỏi Tôn Kiên Nguyên. Kiên Nguyên, cậu hai thật chi? Trước khi chi lạc ấu với sư phụ cậu, cậu có phải hai người hợp tác với ai đó nên cuối cùng lại trở quẻ hãm hại người ta? Bây giờ người ta tìm tới đây để báo thù không? Tôn Kiên Nguyên hô lớn, làm gì có chuyện đó. Rồi lẽ nào mấy năm không gặp mà các cậu đã coi lão Tôn tới đây là người xấu xa, tập ác, đầy chờ hay sao? Tớ đã nói với các cậu rồi mà, bản lĩnh sư phụ tớ thì hoàn toàn có thể làm một mình. Chuyện này cần gì hợp tác với ai nữa? Như thế chẳng phải là mua dây buộc mình hay sao? Đi Tôn Kiên Nguyên, Tôn Kiên Nguyên là kẻ bị chuyện không chút mắt, nhưng tôi rất hiểu lối làm người cậu ta. Tên này cùng lắm chỉ bao qua khoác lác với chuyện chuyện tích của mình với cô ngốc ít tuổi hơn thôi. Còn chuyện hết tức giả tuyệt đối không bao giờ làm. Sau khi ra ngoài tường hầm trước mặt, chúng tôi quả nhiên lại xuất hiện một địa cung rất giống với địa cung trước đó, chỉ là lần này còn xa qua hơn một bậc. Khắp nơi đều được treo nền vải vàng, phía sau bên trong còn có ba tòa cung điện được xây bằng đá cẩm hạch trắng. Chỗ chính giữa thì có một đài phun nước, nước phun ra xung quanh tạo thành một hồ nước nhỏ. Từ nơi đó những làn sương trắng tỏ ra không ngớt, và tòa cung điện ở ngoài kia địa cung thì hình như còn đang trong quá trình xây dựng, bởi góc tối diện vẫn chưa xây xong, bên cạnh lại đặt gãy gác khá nhiều viên đá. Giữa những làn sương trắng mịt mờ, ba tòa cung điện đó chẳng khác nào là tiên cảnh hoặc ẩn hoặc hiện. Trong mấy giờ chúng tôi bất giác sinh ra một thứ cảm giác không chân thật, nhủ thầm rằng đây có lẽ là chính là thiên cung mà Luân Phương đang cho xây dựng. Nếu nói thiên cung trước đó đã khiến cho người ta phải kinh ngạc, vậy thì địa cung mà chúng tôi nhìn thấy lúc này đã đủ sức khiến cho người ta phải chấn động tới mất tim đập chân gung. Đây là một công trình xa qua cỡ nào cơ chứ? Nhìn phần nền được lát đá hoàn toàn cẩm thạch trắng, chúng tôi có cảm giác như đang đứng giữa một thế giới của mây trắng mênh mông. Bốn người chúng tôi cứ đứng ngơ ngẩn ở đó suốt 5 phút đồng hồ, liền vội vàng. Tôn Kiên Nguyên mới không kèm được buông lời, cảm khán nói, mẹ kiếp, quả nhiên là thiên cung có gì khác với địa thiên đình trong truyền thuyết đâu, cũng chỉ được thế này thôi. Nhìn dòng nước không ngừng phun lên, từ Phương Tiên Giao ngơ ngẩn nói, ở kia chắc không phải là nước địa tiền trong tiền nước truyền thuyết đấy chứ. Nếu chúng ta được uống mấy ngụm, quả chẳng phải là được trường sinh bất lão sao? Còn tết chẳng phải sẽ vĩnh viễn giữ được nhung nhan như bây giờ hay sao? Trời ơi, thật là khó tin quá. Lẽ nào tớ đang nằm mơ sao? Nửa phút sững sờ, tôi và Tôn Kiên Nguyên, Phương Tiên Giao đều không kèm được quan hô ầm ĩ. Sau đó vừa chạy vừa nhảy lao tới chỗ đài đá phun nước kia, trong lòng nhủ thầm chỉ cần uống mấy ngụm nước địa tiền là coi như không uổng chuyến đi này rồi. Chẳng ngờ ăn gầy lại cản chúng tôi lại,
tỏ vẻ hết sức nghiêm túc nói, chớ làm bùa, chuyện chưa biết chừng nước ở đó đã bị Lương Phương hạ cổ độc rồi. Các cô cậu từng quên cổ độc của Lương Phương không, nơi nào mà không có. Nghe anh gầy nói như vậy, giận lửa hưng phấn trong lòng ba người chúng tôi sau nháy mắt đã tắt lụm. Trái tim như một đâm vào hầm băng khiến chúng tôi gùm mừng một cái. Hổ tọn của Lương Phương quả thật độc ác tàn nhẫn, nhưng chúng tôi cũng không dám lấy hơn mừng bảo hiểm, bởi nói gì thì nói, sự an toàn của bản thân vẫn là quan trọng nhất. Anh gầy nói tiếp, việc cấp bách nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được cửa ra để rời khỏi nơi này, đã vì chúng tôi chẳng còn nhiều thời gian nữa đâu. Chưa biết Trần Lương Phương đang dẫn theo rất nhiều người kéo tới đây. Do đó mọi người hãy cố gắng tìm kiếm được, từng lãng phí thời gian nữa. Nhưng nơi này rộng lớn như thế, nếu cơ quan mở cửa ra nằm dưới một viên đá cẩm thạch trắng nào đó ở dưới chân thì chúng tôi biết phải tìm tới khi nào đây. Anh gầy nhìn sơ qua các cấu của địa cung rồi nói với chúng tôi, nếu thuê toán không nằm cửa ra mà chúng ta cần tìm kiếm chắc chắn nằm trong ba tòa cung điện kia. Trong ba tòa cung điện kia, tòa chính giữa là cao nhất và lớn nhất, hơn nữa đã hoàn toàn hoàn thành rồi. Tôi nghĩ cơ quan sẽ nằm ở đó. Mọi cửa ra có lẽ được đặt trong đó. Nghe tôi nói ra suy nghĩ của mình, Tôm Kiên Viên lập tức gật đầu phụ họa. Vân Sơn nói rất đúng lắm. Chúng ta mau mau tới tòa cung điện ở chính giữa kia xem thử một chút. Nhìn khí thế hùng vĩ của tòa cung điện đó, bên trong chắc chắn có chứa không ít bảo vật đâu. 15 năm trước, tôi đâu có thấy gã Tôm Kiên Viên này ham tiền như vậy. Sao bây giờ thì hằng ra như vậy chứ? Chẳng khác nào đã biến thành một con người khác, lúc nào cũng suy nghĩ tới tiền bạc châu báu. Tôi nói với cậu ta Kiên Viên, sao có cứ cảm giác cậu đã biến thành nô lệ của tầm tiền rồi nhỉ?